nhằm kịp thời động viên và ghi nhận những đóng góp của lực lượng tuyến đầu đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hóa vừa tổ chức đoàn cán bộ đến trao tặng giấy khen đột xuất cho các cá nhân có thành tích tốt tham gia tích cực công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Dịp này, đoàn đã đến trao tặng 25 giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho các cá nhân là cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện và lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến quốc lộ 62, quốc lộ N2, các chốt giáp ranh với tỉnh Tiền Giang, khu cách ly tập trung Lâm Viên Thanh Niên, xã Tân Đông và khu cách ly tập trung trường Trung học cơ sở Thuận Bình. Đây là những cá nhân đã tích cực nỗ lực không ngại khó khăn, luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.